Chính phủ vừa báo cáo việc triển khai thực hiện nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã sau sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025, dự kiến giảm 13 huyện và 624 xã. Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ công chức cấp xã ở các địa phương đa số đều có tuổi đời còn trẻ và có nguyện vọng cống hiến lâu dài. Biên chế cán bộ công chức cấp xã lại bị cắt giảm theo quy định chung, nên các địa phương gặp khó khăn trong việc xác định phương án sắp xếp, bố trí cán bộ công chức. Do đó, chính phủ kiến nghị cho gia hạn thời gian bố trí sắp xếp cán bộ công chức và giải quyết chế độ chính sách dôi dư đến ngày 31 tháng 12 năm 2025.